FC Hương Mạc và FC anh em Kim Bằng. Vâng, mọi thứ thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Xin được nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng. Upden, anh em Kim Bằng và tham dự vòng 3 bảng G giải bóng đá Trung Lạc Open năm 2023. Sân bóng An Khánh để đón xem trận đấu giữa cao thủ Upden và anh em Kim Bằng. Một trận đấu mà bắt buộc cao thủ Upden sẽ phải giành chiến thắng để có được tấm vé đi tiếp. Và anh em Kim Bằng thì một kết quả hòa họ sẽ đi tiếp. Nhưng có lẽ anh em Kim Bằng cũng muốn giành chiến thắng. Giành chiến thắng để vươn lên vị trí xếp đầu bảng, sẽ tránh gặp đồng kỵ. Tuy nhiên nếu muốn vươn lên vị trí đầu bảng thì các cầu thủ Upden, tôi xin lỗi anh em Kim Bằng, sẽ phải vượt qua Upden với tỷ số ít nhất là 4 bàn. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Upden sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay trái theo hướng man nhỏ các bạn. Còn các cầu thủ anh em Kim Bằng sẽ bảo vệ cầu môn bên phía tay phải. Hiệp 1 trận đấu đã được bắt đầu. Đây là Uinema đường chuyền. Dứt điểm luôn, không được. Uinema ngày hôm nay lấy cái tên là Hakim Ziyech, một ngôi sao của Maroc, đã cùng với đội bóng Maroc có được một mùa giải rất thành công ở World Cup vừa qua. Uinema ở hiệp chung thì rất nhiều những ngôi sao Neymar, Tú Neymar, Hiếu Neymar và Uinema. Upden sẽ ra sân với trang phục là quần xanh, áo màu xanh lựu, với thủ thành Tuấn Lê, cầu thủ số 6 Lê Khang, số 20 Hiếu Bê, số 15 Mạnh Hoàng, số 10 Uyema, số 16 An Ích và số 7 là Xuân Miện. Đối với FC anh em Kim Bằng, họ mang trên mình trang phục quần đen, áo xanh nón chuối với thủ thành Tuấn Lê, cầu thủ số 86 Tiến Đà Bay, số 7 Văn Vinh, số 4 Hiếu Thái Nguyên, số 8 Duy Dịu Dàng, số 99 là Quân Áo và số 14 là Đức Con. Những cái tên rách Facebook của các cầu thủ anh em Kim Bằng. Anh em Kim Bằng đã cầm hòa ô cách để có được lợi thế cho cái trận đấu tiếp theo này. Một kết quả hòa thôi thì anh em Kim Bằng sẽ đi tiếp. Nhưng có lẽ anh em Kim Bằng cần muốn làm nhiều hơn. Thủ thành Tuấn Anh, một trong đôi găng tay vàng ở giải cúp Kim Bảng Super League. Đường chuyền khống chế bóng một rất tốt. Rõ ràng các cầu thủ Upden không phải là một đội bóng dễ chơi.
Một đội bóng sở hữu rất nhiều những ngôi sao, những thủ thành tuấn lực, những uy lê mà, những hiếu bì. Với một đội hình như hiện tại, Ấp Đồn hoàn toàn có thể tạo ra một thế trận áp đảo trước anh em Kim Bảng. Ông Kim Bảng là một gian sao những cầu thủ trẻ. Khi mà Kim Bảng tham gia giải đấu lần này không có những ngôi sao trung nghệ, không có những cây Sala và rất nhiều những hào thủ khác hàng đầu bóng đá phổi và những ngôi sao ở HPL. Đường chuyền, đây sẽ là cơ hội dành cho Ấp Đồn. Trước đó thì một đại diện của xã Yên Trung chính là Xuân Cài đã vượt qua ba kích về tỷ số lần 5-0 để ghi tên mình vào vòng trong. Ba kích đá hai trận thì để thua cả hai với tỷ số đều là 0-5 và âm 10 bàn thắng mà không ghi được một bàn thắng nào. Sẽ có phạt góc. Bước vào trận đấu với tâm thế bắt buộc phải giành chiến thắng, Ấp Đồn đang dâng cao đội hình ngay từ đầu tiên và đang tạo ra được lợi thế. Lợi thế đó là có được những cơ hội áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Liệu rằng có một thế trận phủ đầu của ban lãnh đạo Ấp Đồn sẽ tạo ra hay không? Tiếp tục phạt góc. Điều khiển chính trận đấu này đó chính là trọng tài Quý Sốc Cơ và Phi Cơ. Trận đấu mà quý vị các bạn đang xem thì cũng đang được chúng tôi truyền hình trực tiếp trên fanpage bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị khán giả hãy cùng nhau chia sẻ và đi qua để cho chúng tôi một like, một tim để ủng hộ cho đội ngũ truyền thông của chúng tôi. Và giải đấu của chúng ta đánh đầu, đó là tình huống đánh đầu phá bóng của vệ bên phía anh em Kim Bảng. Ở trận đấu cuối cùng thì cũng là một cuộc đối đầu giữa Chi Lăng và Thân Thượng. Chi Lăng cũng cần một kết quả hòa sẽ đi tiếp. Bóng vẫn còn. Đường chuyền bằng đội trưởng của anh em Kim Bảng ngày nay được trao cho Tiến Tập Bảy. Rất nhanh thì các cầu thủ Ấp Đồn đã lấy lại được thế trận. Ấp Đồn thi đấu xong trận đấu này thì sẽ về Mô Xá để thi đấu trận đấu tiếp theo luôn. Còn Sắt Thượng tức Thân Thượng thì đang thi đấu ở sân Ngô Xá, xong thì sẽ về đây để thi đấu trận đấu tiếp theo. Thân Thượng thì cũng là một đội bóng đến từ Yên Trung, Ấp Đồn cũng Yên Trung. Có 6 đại diện của Yên Trung tham gia giải đấu này, 9 thôn thì 6 thôn tham gia. Chúng ta có thể thấy được nền bóng đá tại xã Yên Trung nó phát triển tới như thế nào. Đường chuyền, đây sẽ là phản công. Tiến đẹp đây. Coi, come on, vào không, come on. Vẫn còn. Rất đậm, không thành công. Những ngôi sao trẻ của hai đội anh em Kim Bảng không phải là những ngôi sao tầm thường. Đây là một đội hình hoàn toàn mới mẻ, là những nhân tố đang theo học tại trường đại học thể dục thể thao Tân Sơn. Đường vào, sút rất căng, không vào. Một cú đá phải nói là rất căng của số 4 Hiếu Thái Nguyên. Một cầu thủ sinh sống, đang sinh sống tại Bắc Ninh, nhưng lớn lên tại Thái Nguyên, rất nguy hiểm. Trong ít phút vừa qua thì các cầu thủ anh em Kim Bảng đang dần dần lấy lại được thế trận và đã tạo ra rất nhiều những cơ hội nguy hiểm về phía cây môn khung thành của Tuấn Lực. Người hàng xóm của chủ nhà Trung Lạc, một đội bóng quê hương của Hương Hữu, Hotspot đang có cuộc đối đầu với anh em Kim Bảng. Tiến Đà Bay, vẫn là Tiến Đà Bay. Một cái tên làm chúng ta tưởng nhớ tới Memphis Đà Bay, ngôi sao của Hà Lan. Đá.
Ai đã nói những tình huống ban truyền phải nói là rất chính xác và nhịp nhàng. Có anh em kim bảng đường chuyền, một đường chuyền nhả bóng lại dành cho tiếng đầu bảy phản công. Bằng đội trưởng góp đường ngày này chính là Mạnh Hoàng. Quân số của Ấp Đồn cũng không phải là quá dày và quá mạnh để tham gia giải đấu lần này. Với việc tham gia quá nhiều những giải đấu thì thế lực của các cầu thủ sẽ bị bào mòn rất nhiều, khiến cho những trận cầu quyết định các cầu thủ của chúng ta sẽ không có động lực. Nếu đánh giá về mặt thể lực thì có lẽ Đồng Kỵ là đội bóng có thể lực tốt nhất giải đấu. Họ sở hữu rất nhiều những cầu thủ có thể hình và chiều cao tốt. Không phải. Đó là cú ra trận của Uy Hakim Rimet. Uy Neva đã có một pha xoay sở và dứt điểm luôn ở góc bẩn. Tuy nhiên nó cũng chưa là đối đầu khó để hạ được thủ thành Tuấn Anh. Một thủ thành xuất sắc nhất ở khu vực Tân Sơn. Chiều cao của Tuấn Anh không phải là quá tốt. Ở khu vực Từ Sơn thì hiện tại đang có hai thủ thành rất trẻ. Đó chính là Tuấn Anh và thủ thành của Đồng Kỵ. Một thủ môn sinh năm 2K5 và có chiều cao tới 1m85. Đồng Kỵ sở hữu rất nhiều những cầu thủ có chiều cao và thể hình tốt như Tường Harikin, như Chữ Lượng, như Lượng Thưởng Lukaku và rất nhiều những cầu thủ to cao khác. Các cầu thủ chúng ta lưu ý là khi vào thịt sân thi đấu thì chúng ta hãy kéo tất cao lên, trang phục phải chỉnh tề đầy đủ. Một thế trận mà có lẽ anh em kim bảng đang áp đặt dành cho Ấp Đồn, thì mà anh em kim bảng đang chủ động chơi chậm và chậm. Tiến đầu ấy, đường chuyền của Tiến đầu ấy rất nhanh thì các cầu thủ kim bảng đã lấy được bóng vào đây, sẽ là cơ hội chân trái không bảo, quá nguy hiểm. Những pha thoát biên về đấy là rất nhanh và rất nguy hiểm của số 14 bên phía anh em kim bảng, đó chính là Đức Cường. Một trận đấu khác hoàn toàn so với trận đấu giữa Xuân Cai và cao thủ Ba Kích. Tốc độ được đẩy lên nhanh lên. Mà buổi chiều ngày hôm nay thì đã có thêm hai đại diện nữa đến từ xã Yên Trùng, chính là Yên Lão, Xuân Cải đã lọt vào vòng trong. Và liệu rằng Ấp Đồn có nối gót được hai người hàng xóm của mình là Yên Lão và Xuân Cải hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nhưng Ấp Đồn sẽ phải vượt qua được anh em kim bảng, một đội bóng không phải là những kẻ tầm thường, một đội bóng tên tuổi lớn mà biết mình sẽ phải làm những gì cho một cái thế trận như thế này. Tuấn Lực, đường bóng dài của Tuấn Lực hướng tới vị trí của Uy Nê Na. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá nhẹ nhàng, quá bình tĩnh, những tình huống xử lý. Đối với các cầu thủ anh em Kim Bảng thì đang thi đấu với hai trung vệ, đó chính là Tiến Đạt Bảy và Hiếu Thái Nguyên. Hiếu Thái Nguyên có lẽ là có chiều cao và thể hình tốt nhất bên phía cao của anh em Kim Bảng. Kim Bảng rất mạnh trong những cái pha thoát biên. Một lối đá của các cầu thủ trẻ Kim Bảng gần giống với lại lối chơi của Đồng Kỵ. Lối chơi của Đồng Kỵ luôn luôn phát huy điểm mạnh ở những cái tình huống bóng biên. Đây là Tiến Đạt Bảy, vẫn là Tiến Đạt Bảy, chân trái Tiến Đạt Bảy rất nguy hiểm. Đúng rồi, để cho Tiến Đạt Bảy có được khoảng trống thì nó là quá nguy hiểm. Cơ vào quán một, quán đô để giành Tuấn Lực. Tuấn Lực đã cản phá được cú đá của Tiến Đạt Bảy. Một đường truyền hơi khó của đồng đội, đường phản công không được, đó là pha khống chế của Mạnh Hoàng. Bây giờ thì băng đội trưởng của Ấp Đồn đã được trao cho Lê Khang. Xét về mặt thể hình của hai đội thì là tương đồng nhau, nó không nhỉnh hơn nhau là mấy. Những cầu thủ rất nhỏ bé nhưng rất nhanh nhẹn. Những pha ban bật và chuyền bóng cảm giác rất chắc chắn và an toàn của các cầu thủ anh em Kim Bảng. Dường như các cầu thủ Kim Bảng đang làm chủ thế trận. Tiến Đạt Bảy, vẫn là Tiến Đạt Bảy, khá nhẹ nhàng. Tiến Đạt Bảy và Hiếu Thái Nguyên luôn luôn biết đổi vị, hoán đổi vị trí cho nhau một cách rất đa dạng. Qua người Tiến Đạt Bảy, cú sút của Tiến Đạt Bảy rất nguy hiểm, cơ vào rất nhẹ. Những tình huống mà khi được có được khoảng trống thì ngay lập tức Tiến Đạt Bảy đã tung ra cú sút bằng chân trái rất căng. Nếu như để cho Tiến Đạt Bảy có được những khoảng trống như vừa rồi thì nó luôn luôn sẽ là nguy hiểm tiềm tàng dành cho các cầu thủ. Đường vào không được. Tình huống chuyền bóng của Tiến Đạt Bảy vừa rồi hướng tới vị trí của Quân Máu. Một nhạc trưởng thất thủ, Tiến Đạt Bảy đang là cầu thủ đóng vai trò chia bài. Hiếu B, Hiếu B được chuyền, cơ hội không được. Hiếu Thái Nguyên đã kịp thời về để bọc lót dành cho đồng đội. Đó là một đường truyền tốt của Hiếu B dành cho Xuân Luyện. Trước khi Ấp Đồn thi đấu ở trận đấu này thì nhà tài trợ Hương Hữu đã tài trợ dành cho Ấp Đồn một món quà, một đóa hoa trị giá 500.000 đồng từ trưa rồi. Nếu như giành chiến thắng thì sẽ có 500.000 đồng thưởng nóng luôn từ lúc trưa. Đường bóng dài lên của Tuấn Anh.
Dường như bóng giải đang là sở trường và là lợi thế dành cho các cầu thủ anh Nhật Kim Bằng. Cũng chỉ bước một không thành công. Rất chủ động trong pha bóng luôn. Đức Còn đang là một cầu thủ thi đấu rất năng động. Cả Đức Còn, cả đội trưởng Tiến Tập 7 luôn luôn tạo ra cho mình được khoảng trống nhất định. Áp sát rất nhanh. Winema, đây là Winema, qua người. Không được. Winema đã vượt qua được cầu thủ số 4 đó là Hiếu Thái Nguyên. Nhưng không vượt qua được cho trận cuối cùng. Lê Khang, Lê Khang không được. Phản công Quân Ngáo, vẫn là Quân Ngáo đưa chuyền, đó là cú ra chân rất căng của Quân Ngáo. Dường như mọi tuyến trên sân của anh em Kim Bảng đều có thể tung được ra những cú sút sạc, những cú sút chất lượng. Đức Còn, Hiếu Thái Nguyên. Tiến Đà Bay rất khó để cho các cầu thủ ấn đồn có thể cướp được bóng trong chân của Tiến Đà Bay. Mọi vị trí của anh em Kim Bảng đều có thể hoán đổi cho nhau, rất đa dạng. Lê Khang, đây là Hiếu Bê. Hiếu Bê không chính xác. Dường như những Hiếu Bê, những Uy Nê mà vẫn chưa thể tên thấy nhau trong những phút vừa qua của hiệp 1. Những tình huống man bật nhỏ phần sân nhà của các thủ anh em Kim Bảng vẫn cho thấy sự tự tin, sự quyết đoán trong các khâu dứt điểm. Đang có bóng là Tiến Đà Bay, Tuấn Anh. Đường chuyền của Tuấn Anh hướng tới vị trí dành cho số 7 về phía các cầu thủ anh em Kim Bảng. Không được. Vẫn chưa thể tạo ra được một khoảng cách, một bàn thắng để khai thông thế bế tắc. Winema, đường chuyền của Winema, Lê Khang, hơi chậm chân, hơi chậm của Lê Khang và ngay lập tức thì số 4 là Hiếu Thái Nguyên đã kịp thời để về hỗ trợ phòng ngự. Quá đáng tiếc, coi như vậy là 1-0. Đó là một pha đất đền của Hiếu Bê. Không hiểu tại sao. Trước đó là một tình huống phản công và nó là quá sắc nét của Lai Hữu
Abdon Winema đã có một đường chuyền rất cố dành cho Lê Khẳng. Tuy nhiên Lê Đăng Nội của anh lại không làm tốt. Và ngay sau đó thì các cầu thủ Abdon đã phải trả giá. Khó khăn lại đến với Abdon. Tuy nhiên thời gian vẫn còn rất dài. Văn Vinh cao nhất trên hàng gần của anh em kia bảng chính là Văn Vinh, khu vực Tuyên Dương thì luôn luôn mắt nổi vị trí cho nhau một cách không cố định. Đây là tiến vào đây, tiến vào đây rất nguy hiểm. Uy Nema được chuyền coi lại là pha kiến tạo của Uy Nema dành cho Lê Khang. Lần này thì cầu thủ có mái tóc đỏ sầu đã không từ chối cơ hội mà người đồng đội Uy Nema tạo ra. Mất đầu Lê Khang đã chuộc lỗi lại dành cho người đồng đội Hiếu Bê. Cả Hiếu Bê và cả Tuấn Lê hậu vệ thì cũng đến thế mà thôi. Những chuyên gia phản lưới. Không có Tuấn Lê thì là có Hiếu Bê ghi bàn thắng giúp đối phương. Bây giờ thì Abdon chỉ còn nhiệm vụ là ghi thêm bàn thắng để tạo ra một kết quả có lợi cho trận đấu này. Mọi chuyện bây giờ lại trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên với kết quả hòa thì các đội anh em kim bảng vẫn là đội bóng có lợi thế. Họ sẽ đi tiếp nếu như kết quả hòa được giữ nguyên. Abdon biết mình sẽ phải làm những gì. Thế trận đã khởi sắc hơn khi mà đội có được bàn thắng. Đang có bóng là Hiếu Thái Nguyên, Tuấn Anh. Vừa rồi cả Uy Nema lẫn Lê Khang cùng với lại bác sĩ trị liệu Văn Lợi đã thi đấu trong giải đồng niên của Ấp Đồn. Tuy nhiên những cầu thủ trẻ lại để thua các cầu thủ U40 tới 45 trong trận bán kết một cách đầy nghiệt ngã. Không được. Một đường chuyền của đồng đội là hơi mạnh so với đà băng xuống của đứa con Hiếu Bê. Các cầu thủ anh em kim bảng đã cướp bóng. Văn Vinh, vẫn là Văn Vinh. Quá người Văn Vinh và Hiếu Bê cú sút lên tuyến này rất giỏi. Mạnh Hoàng đến trước của Mạnh Hoàng không thể vượt qua được. Vừa rồi là một đường chuyền của Mạnh Hoàng không thể vượt qua được vị trí của Văn Duy. Quá khó cho Uy Nema trong pha bóng vừa rồi. Hiếu Thái Nguyên các cầu thủ ấp đột nàng áp sát ngay từ phần sân nhà của đối phương. Bây giờ thì Lê Khang đã lên thi đấu ở vị trí tiền đạo. Ấp đột nàng thi đấu với hai tiền đạo là Lê Khang và Văn Luyện. Một thế trận tấn công quá rõ ràng của các cầu thủ ấp đột. Đây là cơ hội dành cho đâu anh em kim bảng. Một cú sút xa không vào, bóng nằm gọn trong tay của anh Tuấn Lê. Đó là tình huống ra trận của đứa con.
Nếu như những phút tiếp theo mà các cầu thủ Hợp Đồn ghi được bàn thắng thì trận đấu nó sẽ càng kịch tính hơn. Hiếu Thái Nguyên, cả Hiếu Thái Nguyên cả Tiến Đào Bay đều là những cầu thủ có thể dâng cao. Tiến Đào Bay muốn phá bóng kẹp tay của Hiếu Bê. Tiến Đào Bay đang có tầm hoạt động rất rộng, một cầu thủ thi đấu vị trí đa năng. Đây là Hiếu Bình, đường chuyền của Hiếu Bình. Lê Khang, vẫn là Lê Khang, chưa có tiếng gọi. Lê Khang không được coi phạt góc dành cho Hợp Đồn. Vì thế mà mỗi bên đều có những ngôi sao trẻ. Đối với các cầu thủ anh em Kim Bảng thì có những Hiếu Thái Nguyên, có những Tiến Đào Bay. Và đây rồi, bác sĩ trị liệu Văn Lợi đã trở lại sân để chuẩn bị thay người. Và thay người bên phía Hợp Đồn, Alex sẽ rút ra vào sân là bác sĩ Lợi. Có lẽ Lợi nổ được tung vào sân. Và đúng là như vậy, Lợi nổ sẽ thi đấu vị trí tiền đạo. Vâng, như vậy là sẽ có 1 phút bù giờ cho hiệp 1 trận đấu. Thời gian cảm giác trôi khá nhanh. Rất có thể kết thúc hiệp 1, tỷ số sẽ được giữ nguyên là 1 đều. Lê Khang, sau khi có được lợi nổ vào sân thì Lê Khang lại tiếp tục được kéo về để thi đấu vị trí trung vệ cánh. Vị trí trung vệ của Lê Khang không phải là vị trí sở trường của cầu thủ này. Lê Khang là một tiền đạo. Đó chính là Tiến Đào Bay. 2-1 dành cho cầu thủ anh em Kim Bảng. Một pha đánh biên phải nói là tuyệt vời của cầu thủ anh FC anh em Kim Bảng. Rất đáng tiếc cho cầu thủ Hợp Đồn khi mà thời gian của một không còn nhiều. Và cũng đúng lúc này thì tiếng còi của tiền bạc Phi Cốp đã vang lên để tối tiếng còi kết thúc một trận đấu giữa cao thủ anh em Kim Bảng và Hợp Đồn. Chúng ta sẽ cùng đến với lại hiệp 2 trận đấu này sau ít phút nữa.
bóng mắc quay sẽ được đưa vào sân. Bên phía ra đủ ấp đồn. Lê Khang đã được rút ra nghỉ. Băng đại trưởng bây giờ được chào cho Lợi Nổ. Vâng, quý vị các bạn, chúng ta sẽ cùng trở lại với sân bóng An Khánh để đón xem hiệp 2 trận đấu giữa các đội Hoàng Nhân Kim Bảng và Ấp Đồn. Kết thúc 1, các đội Kim Bảng đang tạm dẫn trước Ấp Đồn với tỷ số là 2-1. Coi, come on, come on! Vẫn không vào! Quá khó hiểu! Quá khó hiểu dành cho Ấp Đồn! Ngay từ những giây đầu tiên của bài thì các cầu thủ Ấp Đồn đã có được cơ hội, tuy nhiên đã không tận dụng thành công. Khá đáng tiếc. Ấp Đồn cần ghi 2 bàn thắng trong hiệp hai và không để lọt lưới thêm bàn nào để có được tấm vé đi tiếp. Hiếu Bê được chuyền không thành công, phản công, cả bóng rất nhanh, đây sẽ là cơ hội, không được. Đó là đường căng ngang của Lợi Nổ dành cho Uy Nghiêm à, nhưng thủ thành Tuấn Anh đã thi đấu xuất sắc. Bóng vẫn còn, Văn Duy, vẫn là Văn Duy, được chuyền, không được. Một cú ra chân rất căng. Vừa rồi là cú dứt điểm của Quân Ngọc. Lại đó, không có một cầu thủ nào áo xanh. Bên phía Ấp Đồn áp sát. Một thế trận mà các cầu thủ Ấp Đồn đang tạo ra là một thế trận bắt buộc phải tấn công. Được chuyển tốt. Quán ơi, Mạnh Hoàng! Rất khó để cho Mạnh Hoàng có thể vượt qua được Hiến Thái Nguyên trong cái tình huống tranh chấp tay đôi như vừa rồi. Các cầu thủ Ấp Đồn cần phải chắc chiu những cơ hội mà mình đang có. Hiếu Bê rất dẻo, đường căng ngang không thành công, bóng vẫn còn trong sân. Uy Nghiêm à, đưa bóng vào. Lê Hùng được tung vào sân để thi đấu vị trí hậu vệ thay vào vị trí của Lê Khang. Cách biệt thì chỉ là một bàn. Tuy nhiên Ấp Đồn sẽ phải săn bằng tỷ số trước, sau đó ghi thêm bàn nào và không để lọt lưới thêm bàn nào. Đây sẽ là cơ hội. Come on!
trung lộ và dứt điểm nhưng không thành công của Văn Duy. À, một cơ đi rất gần, tuy nhiên Văn Duy lại đá bóng đi lên trời. Nếu để cho các đội anh em Kim Bảng ghi thêm một bàn thắng nữa thì nó sẽ là quá khó khăn dành cho Ấp Đồn. Một cú đá của Hiếu Thái Nguyên rất nguy hiểm, bóng vẫn còn. Phản công đường chuyền dành cho Huy Nam. Mạnh Hoàng, đúng mở cánh của Mạnh Hoàng, phản công tiến đà bay, vẫn là tiến đà bay, lỗi của Inema đối với tiến đà bay. Lại là tiến đà bay, quá người tiến đà bay, tiến đà bay rất nguy hiểm. 3-1 dành cho cao thủ anh em Kim Bảng. Người đã nâng tỷ số lên 3-1 đó chính là Văn Vinh. Khó khăn càng thêm khó khăn đối với lại các cầu thủ Ấp Đồn. Ấp Đồn đã để thua ô cách với tỷ số là 2-3. Với kết quả như thế, hiện tại các cầu thủ anh em Kim Bảng đang vươn lên vị trí xếp đầu bảng. Đội bóng xếp thứ hai bảng đấu này sẽ gặp Đồng Kỵ. Và đội bóng xếp đầu bảng thì sẽ gặp một trong hai đội bóng là Chi Long hoặc Thân Thượng. Lại là tiến đà bay, đường truyền cho Quân Láo không thành công. Phản công Mạnh Hoàng, đường truyền của Mạnh Hoàng cho Winema. Winema đã xử lý tình huống cuối cùng không được tốt. Khá đáng tiếc, Quân Láo đường truyền, đó có lẽ là cú ra chân luôn của Quân Láo. Rất nhiều những vị trí của các cầu thủ anh em Kim Bảng đều có thể ra chân. Quân Ngáo tiến vào bay, phạm mặc canh có tiến vào bay dành cho Quân Ngáo, hơi mạnh so với đà băng xuống của Quân Ngáo. Đây sẽ là cơ hội tiến vào bay để muốn can thiệp kết thôi của Lai Nổ. Như vậy là sẽ đá phạt, thời cơ là vẫn còn. Mạnh Hoàng
Đường chuyền của Mạnh Hoàng. Cơ hội Huy Nema, cú đá. Vào! Tỷ số là 2-3 dành cho KV Ấp Đồn. Văn Duy, vẫn là Văn Duy, phạm lỗi và thay người. Chiếc thẻ vàng ngay lập tức được trọng tài rút ra. Bên phía cao thủ anh em Kim Bảng thay người, số 12 sẽ được tung vào sân để thay vào vị trí của Văn Bình. Khánh Trắng được đưa vào sân. Đứng trước bóng lúc này rằng là đội trưởng bởi vì anh em Kim Bảng Tiến Đà Bầy và Hiếu Thái Nguyên. Rất có thể là Hiếu Thái Nguyên sẽ là người thực hiện. Hiếu Thái Nguyên, Tiến Đà Bầy không được, vẫn còn coi mà vẫn còn trong sân. Văn Duy, Hiếu Thái Nguyên rất nhẹ nhàng. Khánh Trắng phản công, Hiếu B lên trên, lại lại quá lên, vâng, xả lên rồi. Một cú đá có lời nổ, bóng đá tìm tới nếp chết xả ngang khung thành của thủ thành Tuấn Doanh. Chưa thể có tỷ số là 3 đều dành cho đội đồng Ấp Đồn. Quá lê, sút luôn, không được, phản công. Dứt điểm từ xa, rạch cẳng. Đó là cú đá của Tiến Đà Bầy. Một tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Ấp Đồn. Đứng trước bóng là Xuân Nguyễn. Một cú đá không được. Rất kỹ thuật. Văn Duy quá khéo. Cú đá của Văn Duy thay người. Bên phía cầu thủ Ấp Đồn. Mạnh Hoàng sẽ rút ra vào sân là lão tướng Huy Máy Cày. Huy Máy Cày vừa mới cùng đồng niên 87 lên ngôi vô địch ở giải bóng đá đồng niên Ấp Đồn, vừa mới được diễn ra cách đây ít ngày rồi. Một cầu thủ thiên về tấn công ở khu vực tuyến giữa đã được Ấp Đồn đưa vào sân để tăng cường sức mạnh trên hàng công. Đường phản công, Huy Máy Cày được chuyển đầu tiên của Huy Máy Cày, không được.
Tiến đà bay chuyền bóng cho Quân Ngáo. Quân Ngáo đường chuyền của Quân Ngáo. Văn Duy, Quân Ngáo, cú đá của Quân Ngáo, phản công rất kỹ thuật. Đây rồi, Huy Đê Ma cơ lại đó. Cho câu hỏi áp đền. Quá ơi, quá ơi, đó chính là Huy Mê Mà. Thế sau lúc này đang là 3 đầu và 1 bàn thắng nữa rồi. Thế các cầu thủ áp đền mới là đội bóng đi tiếp. Bây giờ thì tinh thần của đội đang lên rất cao. Sau khi đưa những lão tướng vào sân, lão tướng Lê Hùng và lão tướng Huy Mấy Cày, những phút thi đấu quay của hai đội. Lê Hùng đứng từ ngưỡng chuyển bóng vào phần sân nhà, nó sẽ rất mạo hiểm. Đường chuyền Uyena coi lại nổ, một đường căng ngang của lại nổ tuyến này, chân trái rất nguy hiểm. Ở vẫn còn trong sân Quân Nhau, đây là Hiếu Thái Nguyên. Được chuyền của Hiếu Thái Nguyên. Vâng, pha bỏ bóng phải nói rất chủ động và kinh nghiệm của Tuấn Lực. Rất nhanh. Văn Duy rất dẻo. Đây sẽ là cơ hội sút xa. Quá nguy hiểm. Đúng là mọi vị trí trên sân của anh em Kim Bảng đều có thể ra chân. Nòng cốt của anh em Kim Bảng là những cầu thủ đang theo học tại trường Đại học Thể dục Thể thao Tự Sơn Bắc Ninh. Quá ngay, lại thế cơ, không ơi, tuyệt vời, phản công, quá cao. Những đường chuyền như vừa rồi thật sự là gây khó dành cho lại nổ. Khi mà bác sĩ trị liệu của chúng ta có chiều cao khiêm tốn. Bây giờ thì hai cầu thủ hậu vệ của ấp đồn là Huy Mê Kề và Lê Hùng, hàng lão tướng. Tuy nhiên Huy Mê Kề đã dâng cao. Đường chân không được. Vâng, trên sóng live của chúng ta hiện tại thì đang có 164 người đang theo dõi. Xin chào bạn Trương Văn Đật, xin chào Đại Phong, xin chào Đức Bến. Đức Bến có gửi lời chúc tới Huy Mấy Cày. Hai người đồng nghiệp sinh năm 1987. Đình Nào đánh đầu không được. Xin chào bạn Đàm Công Nhân.
Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi trên sóng này. Tỷ số hiện tại đang là 3 đều. Phút thứ 50, còn 10 phút nữa cơ, thời gian vẫn còn rất dài. Đây là Hiếu Thái Nguyên, đường căng ngang của Hiếu Thái Nguyên. Có lẽ Hiếu Thái Nguyên định thực hiện một đường căng ngang dành cho Tiến Đà Bầy. Huy Máy Kể, Huy Nê Ma, lại là Huy Nê Ma. Nhưng mà không thể vượt qua được Hiếu Thái Nguyên. Phạm Mỹ rất khó để có thể lấy được bóng trong chân của Huy Nê Ma, một cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Bóng vẫn còn trong sân. Được chuyền, cơ hội phản công. Cơ hội, come on. Như vậy là bàn thắng thứ tư. 4-3 dành cho các cầu thủ Anh Lập Kim Hoàng. Rất đáng tiếc cho các cầu thủ Ấp Đồn. Đức Quân đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3. Bàn thắng của Đức Quân được ghi ở phút thứ 50 của trận đấu. Như vậy là đã có tiếng còi rồi các bạn. Ấp Đồn đã thi đấu những phút bùng nổ, đã ghi liên tiếp hai bàn thắng để san bằng tỷ số 3 đều, để đưa trận đấu trở lại về xuất phát và tạo ra cho mình được cơ hội cánh cửa đi tiếp là khá rộng. Tuy nhiên, một chiếc tấm bảng trọng tài phi công đã rút ra dành cho Quân Ngẫu. Bóng vẫn còn, căng ngang, không được. Khá khó chịu, nhưng bóng đã nằm gọn trong tay của Tuấn Duy. Và một chiếc tà bằng. Khá kịch tính. Trọng tài Quý Sông Cơ vừa rút thêm ra một chiếc thẻ vàng. Bóng đang trong tầm kiểm soát của Ấp Đồn. Điều chuẩn. Lên. Xuân Nguyện. Vẫn là Xuân Nguyện. Điều chuẩn. Uy Nê Ma. Nhưng mà đã phải lùi về rất sâu. Nhưng sau khi thấy được sự nguy hiểm của Uy Nê Ma, thì ngay lập tức cao đội anh em Kim Bảng đã cắt cử ra Hiếu Thái Nguyên để theo rất sát Uy Nê Ma. Uy Nê Ma có không đến bài sau. Chúng ta có thể thấy được sự nguy hiểm của Uy Nê Ma và sau đó là cú ra trận cuối cùng của Hoàng Tử Gió Hiếu Bì. Rất đáng tiếc dành cho các cầu thủ Ấp Đồn. Đây là Tiến Đà Bầy. Vẫn là Tiến Đà Bầy. Quân Ngẫu cũng đã quá thiếu chính xác của Quân Ngẫu. Xuân Nguyệt đường chuẩn. Uy Nê Ma không được.
Có lẽ Huy Neymar định thực hiện một đường chuyền tới vị trí của Hiếu Bình. Với tỷ số hiện tại thì các cầu thủ anh em Kim Bảng lại vươn lên vị trí xếp đầu bảng. Nếu như kết quả này được giữ nguyên thì Ông Cách sẽ đối đầu với Đồng Kỵ trong vòng 1/8. Còn anh em Kim Bảng sẽ gặp một trong hai đội bóng là Chi Lăng hoặc Thân Thượng. Huy Neymar, nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ Ấp Đồn. Đây sẽ là cơ hội sút luôn, không được, một cú ra chân rất nhanh. Phút thứ 57 và tỷ số hiện tại vẫn đang là 4-3 nghiêng về đại diện đến từ Tự Sơn là anh em Kim Bằng. Đường chuyền Huy Neymar dứt điểm rồi, không đã có cái ôm cột sọc tiếc nuối của Lai Nổ. Chỉ cần Lai Nổ chạm một chân vào bóng trong pha bóng người rồi rồi thì chắc chắn tỷ số sẽ là 4-4 và mọi chuyện sẽ khác trong những phút tiếp theo. Đức Con rất căng, có quá nhiều những khoảng trống dành cho Đức Con. Hiếu Bình đường chuyền không thể tới vị trí của Lợi Nổ. Huy Neymar đã lùi về rất sâu để lấy bóng. Huy mấy cây xuân định như vậy sẽ có một tình huống đá phạt dành cho Ấp Đồn. Đường phản công Hiếu Thái Nguyên, vẫn là Hiếu Thái Nguyên sút xa không vào. Đây là Văn Duy. Như vậy là một chiếc tèo vàng đã được trọng tài rút ra và tiếp tục là một tình huống đá phạt. Văn Duy tiến vào đây, cú đá có bóng của tiến vào đây không có bàn thắng, quá nguy hiểm. Cơ hội là vẫn còn,
Rất có thể trong ít phút còn lại thì Ấp Đồn sẽ thi đấu 3 play. Quá này, tiến đà bay, tiến đà bay, chân trái không được. Trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc chạm trán giữa Chi Lòng và Thân Thượng. 3 phút bù giờ cho các bạn trận đấu này. Quá này, Đức Con. Rất khó rồi, Hiếu Bì. Một chiếc đèo vàng liên tiếp là những chiếc đèo vàng được trọng tài Quý Sông Cơ và Phi Công rút ra. Hiếu Bê đối đầu với lại Hiếu Thái Nguyên. Một cơn mưa bàn thắng cũng được xảy ra trên sân bóng An Khánh trong trận đấu này, và cũng là một cơn mưa thẻ cho đến hiện tại. Đây là Đức Con, vẫn là Đức Con, đường truyền của Đức Con. Văn Duy cây không vào, phản công Huy mấy cây đường truyền sửa lưng Huy Lê Ma. Xuân Nguyện, Lê Hùng. Thời gian là không còn nhiều. Lấy mẫu, nhà bóng tới này, coi, come on. Ngày qua thì các cầu thủ Thiền Xuyên đã có được 2 bàn thắng chỉ trong 2 phút bù giờ. Trong 3 phút bù giờ, Thiền Xuyên đã ghi 2 bàn thắng. Quá rồi, mệt vết cưới chí mạng rồi. Đó là một vết cưới chí mạng mà Đức Con đã tạo ra. Không còn cơ hội dành cho các đội Ấp Đồn. Tỷ số là 5-3. Làng lão thành châu bò hết rồi. Thay người bên phía anh em Kim Bảo, cầu thủ số 3 sẽ được đưa vào sân và thay cho số 14 là Đức Con. Đức Con đã có được cú đúp trong trận đấu này. Có lẽ là một sự thay đổi người chiến thuật. Dũng Trọng được đưa vào sân. Dũng Trọng, tình huống xử lý bóng đầu tiên của Dũng Trọng. Đường chuyền không chính xác của Dũng Trọng dành cho Quân Lão, và đó cũng là đường chuyền cuối cùng. Rất may cho Dũng Trọng là anh đã được chạm bóng một lần. Các cầu thủ anh em Kim Bảng đã vượt qua Ấp Đồn với tỷ số là 5-3 và vươn lên vị trí đầu bảng. Như vậy chúng ta đã xác định thêm được một cái tên nữa lọt vào vòng trong, và một cặp đấu nữa ra được phân định thì mà OK sẽ gặp Đồng Kỵ. Còn anh em Kim Bảng gặp một trong hai đội bóng là Chi Lòng hoặc Thân Thượng.